Có nhiều người sẽ đặt một câu hỏi: tại sao tôi phải có đạo? Vì vậy cho nên họ nói tôi không có đạo gì hết á. Có nhiều vị nói tôi vô đạo. Thưa đại chúng, mình không nên nói cái đó. Tại vì người vô đạo là không có đức. Đạo mới có đức, cho nên kêu đạo đức. Người mà không có đạo, Pháp Hòa không nói đạo Phật nha, chữ đạo này là con đường, là chân lý, là lý, là lẽ sống. Người có đạo nghĩa là người ta đang đi trên con đường của đạo lý để sống. Người sống có đạo lý không có ngang ngạnh, đi với họ đỡ khổ. Người nói chuyện không có đạo lý, nói ngang ba làng cả không lại. Cho nên ở đây chúng ta không nói đến đạo Phật. Mặc dù hôm nay chúng ta sẽ nói một việc ba công dụng của đạo, nhưng ở đây thường thường chúng ta điền vào một cái giấy no religion. Tại vì chúng ta nghĩ đạo là gì? Đạo là một cái đấng thần quyền nào đó, mình gửi mình vào đó để người đó phù hộ cho mình, để người đó chở che cho mình. Nhưng xin thưa với đạo Phật, chữ đạo đó không đúng nghĩa. Đối với đạo Phật, đạo là chân lý để sống. Mà chân lý để sống thì là nghĩa là gì? Là người đó phải có nhân cách. Có thể một người sống trên đời này, một Phật tử không biết về đạo lý, không biết giáo lý nhà Phật. Hỏi Phật là gì không biết, hỏi Pháp là chi không biết, hỏi tại sao cuốc ba lại không biết. Tôi thấy ai cuốc tôi cuốc theo. Có thể người đó không biết gì về giáo lý hết, nhưng nếu người đó có nhân cách, đi tới đâu cũng không bị mai một. Có phải không? Có nhiều khi mình biết thật nhiều giáo lý mà mình không biết lúc nào thi thố giáo lý, mà lúc nào nên im lặng, thì người ta cũng cười thôi. Mà thậm chí ta cười hơn nữa. Tôi thấy chị đó, anh đó biết nhiều quá mà sống không đẹp. Cho nên rốt cuộc rồi cái gì cũng biết mà không biết điều. Nguy hiểm. Có nhiều người người ta nghèo nhưng mà nhân cách người ta có. Có nhiều người người ta không có học nhưng nhân cách có. Mà có nhân cách, nơi người đó đã có đạo rồi đó. Cái đạo này không phải đạo Phật, đạo Chúa, đạo Hòa Hảo, Tinh Lành gì cả, mà đạo này là đạo lý để sống. Và đối với đạo Phật, Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta ứng dụng năm giới. Một người sống không lấy cái sinh mạng của người khác làm vui. Có một câu hỏi là, thí dụ như bây giờ mình lỡ phải đi bán cái nghề câu cá hay là làm trong nhà hàng, ít nhiều cũng là sát sanh. Nhưng vì cuộc sống, chúng ta không giết người bừa bãi, không giết những con thú để lấy vui, mà vì cuộc sống chúng ta đành cam cái lỗi đó. Nhưng bù lại, chúng ta tròn nhân cách ở phần khác là không gian tham trộm cắp, không sống quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải chồng vợ của mình, không nói những lời đâm thọc, chia rẽ, mất đoàn kết, không dựng chuyện, không bêu xấu, không nói những gì mình không thấy biết rõ ràng, không lên án phê bình những gì mình không thấy biết rõ ràng. Một người vậy đi tới đâu nói ra điều gì người ta cũng nói ờ. Chứ nếu mình nói riết ta nói, ai nói cái chị trời ơi hơi đâu chị nghe nhỏ đó, là mình biết là mình sao rồi đó. Thật ra một người mà sống mà lời nói của mình có chân chánh, rồi một chúng ta không rượu chè cờ bạc xì ke ma túy vân vân,
Thì một người mà sống mà như vậy đó, đối với Nho giáo thì là gì? Nhân nghĩa lễ trí tinh. Đối với Phật giáo thì chúng ta giữ năm giới. Nhưng mà xin thưa, năm giới này có phải để dành riêng cho người Phật tử không? Không. Bất cứ ai trên đời này, anh già, anh trẻ, anh xấu, anh đẹp, anh giàu, anh nghèo, bất cứ ai muốn hạnh phúc thì đây là nguyên tắc căn bản xây dựng hạnh phúc. Không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không dối trá lường gạt, không rượu chè cờ bạc bê tha. Nhân cách có. Mình sống sao mà đi tới nhà người ta chơi đứng dậy mất đồ, thì mai mốt người ta mới đầu người ta chưa biết, lần thứ hai tới mất tiếp, lần thứ ba mất tiếp thì ta nghi. Và thậm chí bây giờ mình tới nhà chơi, người ta dòm ngó mình. Thật sự cái nhân cách rất là quan trọng. Hồi nhỏ mình cũng được ông bà cha mẹ dạy ăn coi nồi ngồi coi hướng. Và thậm chí các cụ còn dặn kỹ hơn, ý tứ. Chữ tứ là cũng một hình thức tư duy đó. Mình phải để ý, không? Ăn mình phải để ý, ngồi phải để ý. Huống chi một người xuất gia. Một người xuất gia mà đi vào mà làm một vị sa di, một chú tiểu học kỹ lắm. Mà nếu vị đó chịu học à, vị đó phải chịu học, vị đó chỉ phải chịu hành, vị đó phải chịu ứng dụng, thì mỗi ngày mỗi đẹp. Xin thưa đại chúng là muốn có cái đó phải học thôi à. Hồi nhỏ mình lớn lên đâu có ai xúi biểu gì mình tự nhiên biết học làm đẹp. Phải có cái kiến để mình vẽ không cho nó ngay. Phải có cái kiến để mình chải tóc cho nó đàng hoàng. Trước khi mình ra đường mình đứng trước cái kiến mình chỉnh chu lại. Thế thì mình muốn chỉnh chu con người để chi? Để ra đường người ta nhìn mình coi nó đặng. Thì tâm thức của chúng ta phải sống như thế nào để người ta nhìn coi nó được. Có nhiều người ta nói, mình làm riết người ta nói, sống sao đó là sống, làm sao đó coi được làm. Có nhiều người ta nói lẫy vậy đó, là tại vì mình quá đáng. Thì người ta phải nói câu đó, sống sao coi cho được. Có nhiều người còn dạy con sống sao mà ra đường ta đừng có về ta chửi cha chửi mẹ mình. Thì có nhiều khi hồi nhỏ mà được nhắc nhở mấy cái chuyện đó, tại vì nếu mình không khéo thì ra ngoài người ta đâu có cho chửi mình đâu. Ta chửi cha chửi mẹ là ý nói là cha mẹ không có dạy dỗ con cái. Trong chùa cũng vậy, một người mà làm sai thì cả đoàn ảnh hưởng. Cho nên mình mới có chữ tăng. Tăng là gì? Nói cho đủ là tăng già. Tăng già là một đoàn thể của những người sống hòa hợp thanh tịnh. Cái chữ tăng già là phiên âm từ tiếng Phạn là sangha. Tàu người mình âm lại là tăng già, chứ nguyên thủy chữ là sangha. Có một vị đó mới nói dịch nghĩa đó mà. Nói Phật là gì? Phật nói cho đủ là Phật Đà, nghĩa là giác giả. Tăng nói cho đủ là tăng già, tàu dịch là hết ga. Bị già rồi còn ga nữa đâu. Thưa đại chúng, là lâu lâu các thầy hay biến chế. Biến chị không cho nó vui mà học. Hồi nhỏ vô chùa tu không có game chơi, không có tivi coi. Thành thử xúm lại chơi là giỡn, là chỉ những cái trò chơi, những câu nói để làm sao nuôi dưỡng mình. Nhiều khi buồn đâu có chuyện gì làm đâu ngoài giờ học. Bắt đầu ngồi đó gọi là tệ giác nó sanh. Thay vì ta kêu là tuệ giác là tệ giác. Mỗi lần lên thỉnh Đại Hồng Chung cũng có cái bài kệ. Thế bài kệ thỉnh Đại Hồng Chung là Hồng Chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Nghĩa là tiếng chuông ngân lần thứ nhất gọi là Hồng Chung sơ khấu. Bảo kệ cao âm là con ngân nga cái lời kệ này.
thượng thông thiên đường, trên thấu tới trời, dưới thông địa ngục. Buồn quá không có chuyện gì làm, bắt đầu súng lại chế. Hồng chung dưa hấu, bảo kệ dưa leo, thượng thông thèo lèo, hạ triệt đu đủ, nam mô vừa ru vừa ngủ. Hồi nhỏ giỡn vậy thôi nha, lớn lên giỡn kiểu đó là quỳ nhang. Gần đây cái chuyện corona nó tái phát, nó phát sinh, rồi có nhiều vị mới đùa chế câu chú án corona corona satara satara satik satabaha. Nghe vui vậy không? Không được đọc, không nên, không có được make fun những câu kinh. Cho nên mấy vị chế câu đó rồi gửi qua cho quý thầy nói quỳ nhang nghe con. Gỡ xuống hết. Mình hồi nhỏ mình không biết, và cái ý tốt của mình là mình cái ý mà gọi là không tội lỗi là gì? Chế để rồi huynh đệ với nhau vui, rồi để nuôi dưỡng cái người tu lúc tuổi trẻ, vì không có gì để chơi, không được ra ngoài chơi, không có những trò chơi, không được đi coi tivi, không được đi coi hát, không có gì hết, thì lúc buồn thì ngồi lại giỡn chơi vậy thôi. Quý vị biết là mấy chú tiểu mà cầm cái chén cúng súp xanh mỗi buổi trưa vậy đó. Cái bài là đại bàn kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn, thì ngồi giỡn lại với nhau. Đại bàn chim xe xẻ, cho ăn no rồi đẻ. Ăn rồi nghỉ cho khỏe, bay không cần sợ té. Câu chú là án cục tác tó ha. Nhưng mà tại sao hồi xưa các ngài cho, các ngài nghe, nhưng mà các ngài kiểu như là sao? Phớt tỉnh ăn lê. Là vì hiểu tuổi trẻ nó cần có cái niềm vui, du di cho nó. Hồi nhỏ Pháp Hòa ở chùa đi xuất gia 15 tuổi ở bên Canada. Ở trong chùa đâu có ai chơi với mình đâu. Đi học về là lủi thủi một mình, là phải nấu cơm, rồi phải cúng, phải tụng, không có ai giỡn với mình. Trời, tối nào mà có mấy Phật tử về tụng kinh là mình vui lắm, mình không muốn cho ai về hết. Cho nên rồi bắt đầu đi lấy bóp, lấy giỏ của mấy bà giấu. Để làm chi? Để mấy bác ở lại lâu hơn. Rồi tối mà mấy bác ngồi thiền á, là Pháp Hòa ngồi ở đằng sau á, Pháp Hòa lấy cái vạt áo của người này cột với vạt áo người kia. Còn nếu mà cột không được là cột vô mấy cái gối ngồi thiền á, cái đứng dậy cái toàn ten vậy đó. Có một bác tội lắm, bác nói kệ chú, cho ổng giỡn chút đi, cho ổng vui ổng tu. Đó là cái người mà người ta hiểu được mình. Cho nên nhiều khi mình giỡn cũng vậy. Nếu mà mình, cái giỡn của mình nó thanh tao, hay lời nói của mình nó không có quá đáng, dù mình không có biết nhiều về Phật Pháp, có những người không biết niệm Phật, nhưng mà cái nhân cách sống, cái đạo lý họ sống có. Thế thì xin thưa với đại chúng là chúng ta đến với đạo Phật nói riêng, đến với tất cả đạo giáo nói chung, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đến với một đấng thần linh để ban phước giáng họa, thì chúng ta chưa trọn được cái ý của cái sự tu đạo. Mà chúng ta đến với đạo để chúng ta học làm sao để chúng ta có được một nhân cách tốt. Mà khi chúng ta có nhân cách tốt thì chúng ta sống tốt. Mà nếu chúng ta sống tốt thì nghĩa là chúng ta đã đi đúng đường, và niềm vui càng tăng trưởng. Ví dụ vợ chồng sống với nhau, dù có thân đã là vợ chồng, nghĩa là không còn gì để giấu, thì có giận nhau cỡ nào cũng không có lời thô. Thí dụ như mày tao hay là hâm đánh, thì làm cho cái người vợ đó sống trong hoảng hốt, sống trong sợ hãi, sống trong lo lắng, vân vân. Hay thậm chí con cái của mình,
Cho nên mình đến với đạo làm sao mà mỗi ngày mình càng vui thì biết rằng được con đường tu đạo mình đã đúng. Pháp Hòa ví dụ nè, quý vị phát tâm ăn chay trường, nhưng người nhà của mình có nhiều người chưa sẵn lòng với cái việc đó của mình. Quý vị không nhất thiết ăn chay trường. Quý vị ăn như thế nào để con cái mình vui vẻ với mình? Ví dụ như nếu con cái thông cảm, con mời mẹ đi ăn, mẹ đi ăn với con, mẹ vô mẹ ăn cái gì mẹ thích. Có nhiều khi mẹ không thích ăn thịt, mẹ kêu một dĩa xà lách, một dĩa mì mang, miễn là mẹ có đi với con. Cái quan trọng là đi với con. Thôi mẹ tu rồi con ơi, hết ham rồi. Quý vị biết, nó mời một lần, hai lần, ba lần, riết nó không mời, cái bắt đầu mình sanh mình buồn. Lúc nãy đi đâu thèo kêu tôi nữa. Thôi dạ rồi. Tức là mình cũng tự, mình cũng có một phần trong đó. Cho nên á, mình sống ở một cái thời đại, nếu lúc nào con cái mình vẫn còn cần tới mình và mời mọc mình là mình biết rằng trong sổ mình, trong sổ của nó có tên mình. Còn nếu lúc nào mà ở đâu mà nó không có ngó ngàng gì tới mình hết trơn là mình mất sổ rồi đó, mất tên. Bên Thiên Chúa giáo người ta cũng có 10 điều răn. Phật giáo cũng có 5 điều giới, rồi 10 điều, rồi Bồ Tát giới, vân vân. Vậy thì tất cả những cái giới, những cái này cái kia để làm gì? Nhằm một mục đích, để nhân cách hóa người đó, để làm cho người đó đẹp hơn, dễ thương hơn. Pháp Hòa ví dụ, Phật tử mặc áo tràng, khi cần vào toilet nên ra áo, không nên mặc áo tràng đi vào nhà cầu, nhà vệ sinh. Tụng kinh xong đứng nép qua bên, xếp áo tràng đàng hoàng, không có vừa đi vừa cởi áo. Có nhiều khi cái từ mình dùng vậy đó, ê đợi chút tôi cởi áo rồi, để đợi chút tôi lột áo. Tu mà đến bị lột áo là dữ lắm. Thành thử ra cái từ mình dùng nó cũng khác. Ví dụ mình mời ăn cơm trong chùa đấy, mời thọ trai hay là mời đi dùng cơm. Ăn cơm chiều là kêu dược thực, ăn sáng là tảo thực, tảo là sớm. Và hàng ngày mình gặp quý thầy, dạ bạch thầy, thỉnh thầy. Thật ra quý vị nói tiếng Việt cũng được nữa, mời thầy. Có một cái cô Phật tử, cô viết cho Hòa cái thơ. Viết xong cái cô nói, cuối thư con kính chúc thầy Pháp Hòa vô minh muôn năm. Ý cổ muốn chúc mình là sáng suốt đúng không? Mà lúc đó nó quên. Có một lần khác, một đạo hữu mời Pháp Hòa lên giảng. Xin đại chúng đồng đứng lên chắp tay mời thầy lên pháp trường. Làm như bị xử bao công vậy. Có một ni sư, có lần ni sư đứng lên giới thiệu Pháp Hòa mà rung quá phải không? A Di Đà Phật, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, mời đại đức Thích giảng sư. Tất cả là rất vui. Và thưa đại chúng là nếu mình biết được thì mình dùng. Ví dụ như nãy quý vị nói vậy, không biết chữ hảo tướng, nó thầy đẹp trai quá. Ai biết tiếng Hán thì xài tiếng Hán, hảo tướng. Còn biết tiếng Tiều kêu hưởng táo. Mỗi người chúng ta từ nhỏ tới lớn là được học. Học làm sao để mình hoàn thiện cái nhân cách của mình. Khổng Tử dạy á, nghèo mà không hèn. Nghĩa là mình nghèo mình có thể mặc áo rách, nhưng không có để nó rách tả tơi. Người ta thấy tivi hồi nhỏ Việt Nam, ê mày mặc quần áo nhiều tivi quá mày. Ê, nhà tao giàu mày ơi. Lấy mấy cái lỗ mà nó rách á, rồi xong rồi lấy vải mà vá lên á, thì kêu là tivi.
Ai nghèo mới biết cái vụ đó. Ai cũng nghèo không biết. Còn người nào mà sáng nào cũng ăn khoai kêu khoái ăn sang. Khoái ăn sang là sáng ăn khoai, nghe thấy cũng giàu nữa. Vậy thì thưa đại chúng, cái công năng thứ nhất chúng ta đến với đạo là tròn vẹn nhân cách. Thí dụ như Đức Phật hướng dẫn các thầy tỳ kheo khi đi không có được đánh tay. Đánh tay đằng xa vậy nè, trừ khi nào tập thể dục. Nhưng mà nếu một người tu mà đi bài hái vậy, người ta kêu trời ơi tướng đi đẹp quá, đi bài hái. Ăn cơm ngồi mâm này rồi không có được sang mâm khác, cái đó kêu là ngồi lê đôi mắt, không được. Khi cầm cái tâm xỉa răng lên thì phải đọc cái bài kệ xỉa răng, lấy thức ăn ra khỏi răng, cũng như mình lấy những cái khó khăn độc tố ra khỏi lòng. Một chút nó dính vô răng khó chịu thì tưởng tượng một chút não phiền nó ở trong tâm còn khó chịu cỡ nào. Cho nên xỉa răng là xỉa tâm, quét nhà là quét tâm, rửa chén là rửa tâm. Vì mình thấy mình có pháp tu, cho nên tất cả mọi việc mình làm đều ứng dụng pháp tu, cho nên làm mà không mệt. Cùng một công việc rửa chén quét nhà, nhưng người làm mà không có phương pháp, không có pháp môn thì làm thấy mệt lắm, tại vì mình làm cực khổ. Còn người tu làm là pháp tu. Ví dụ quét nhà là quét tâm, quét sạch mọi lỗi lầm. Rửa chén là rửa tâm, rửa sạch mọi lỗi lầm. Chén dơ rồi chén sạch, ta rửa bát ngàn năm. Ngày nào còn ăn vẫn phải sử dụng chén, mà có sử dụng là phải có dơ, dơ rồi thì phải rửa. Đó là chuyện bình thường. Đạo là ở đó, anh tìm chi cho nó mệt. Đạo là ở cái chỗ anh biết rửa chén. Còn nếu mà người không biết rửa, trời ơi trời, ăn có một chén mà rửa một xinh, thì người ta cũng sẽ rửa chén, nhưng mà rửa trong cái nặng nề. Còn mình biết rửa chén, rửa không có khó khăn. Rửa chén là rửa tâm, rửa sạch mọi lỗi lầm. Chén dơ rồi chén sạch, ta rửa bát ngàn năm. Đó là kệ rửa chén. Mình vẫn coi tivi, nhưng không vì buồn chán mà coi. Có nhiều người nói trời chán quá, mở coi có gì không. Không cần phải chán mới coi. Đây, coi tivi theo Phật giáo nè. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm. Chọn thế giới an lành sẽ cho tươi vui cuộc sống. Tại sao chán mà coi tivi? Tâm mình là một máy truyền hình. Nếu tâm biết chọn chỗ vui thì cảnh nào cũng vui. Tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm. Vậy sao mình không lựa đài nào hay ho mình coi? Chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Như vậy người ta buồn người ta mới nghe nhạc, người ta buồn người ta coi tivi. Một người Phật tử coi tivi là pháp tu. Chọn những đài nào, những chương trình nào có học hỏi, có sự tiến hóa, chúng ta học, chúng ta coi. Coi mà để học chứ không phải coi để giải cái buồn chán. Đọc kinh là để minh Phật chi lý, chứ không thể nói rằng buồn quá đi đọc kinh. Đọc cái đó cũng buồn, mà đọc hồi buồn ngủ. Rồi thí dụ như đừng đợi tới bệnh mới tụng kinh cầu an. Mình phải tụng cho thường xuyên để lời kinh nó thấm vào tâm mình. Phòng bệnh hơn trị bệnh. Đợi tới bệnh mới cầu, tụng đâu có nổi mà hết. Cho nên mỗi ngày mình tập tụng kinh. Tập cho tâm, tập tụng để làm gì? Để lời kinh thấm trong tâm mình. Rồi khi cái khổ nào nó đến á, mình biết. Mình biết rõ.
thân này có già, có bệnh, cho nên khi bệnh nhẹ nhàng chấp nhận, không có rên rỉ, không than van. Buồn cũng nghe nhạc, thì lúc bình thường cũng nghe thì nó thoải mái. Nghe kinh cũng vậy, đọc kinh cũng vậy. Cho nên hàng ngày nó, người tu vẫn làm tất cả những công việc của người, một người ngoài đời, nhưng mà cái thái độ tiếp nhận công việc nó khác. Thái độ tiếp nhận công việc là thái độ tiếp nhận bằng niềm vui. Pháp Hòa ví dụ chiều nay đại chúng đến đây ngồi, đâu có ai ép gì mình, mình đi bằng tất cả sự muốn, cho nên ngồi vui. Thật ra cũng một chén cơm đó, nhưng người có thái độ ăn trong hạnh phúc ta ăn rất vui, người ăn trong buồn phiền ăn không thoải mái. Cũng cùng ngồi chung một bàn, nhưng người đó ngồi rất thoải mái, còn mình ngồi tại có người kia mình khó chịu. Cho nên có nhiều vị mới hỏi các thầy, tại sao các thầy làm việc nhiều mà các thầy không có câu có bực bội như là những người ngoài đời? Vì Pháp Hòa mới nói cái đó là tùy theo cái thái độ tiếp nhận công việc. Thưa đại chúng, nhiều khi mình làm Phật sự với cái nghĩa là mình làm cho đại chúng, nhưng đâu có nghĩa là ai cũng bằng lòng với công việc của mình đâu. Có thể người nói thế này, người nói thế kia. Một đêm á, một ngày Pháp Hòa làm việc á, từ sáng tới chiều qua làm việc ít nhất 20 tiếng một ngày, ít nhất là 20 giờ. Còn có bữa nào hơn nữa là 22 tiếng. Có những ban ngày Pháp Hòa biết bao nhiêu công việc bên ngoài, thì chỉ mong buổi tối mình có giờ mình vào phòng mình làm việc. Là giờ buổi tối là làm gì? Trả lời email hay là soạn bài giảng. Nhiều khi không có thời giờ. Một cái mail mà người ta gửi tới 95% là mail khổ, còn 5% còn lại là mail vui thôi, ít lắm. Đa phần là khổ, mà nhiều khi còn phải: thầy ơi cứu con gấp. Có nhiều vị vỡ viết thơ mà trong cái subject: thầy ơi cứu con gấp, thầy phải đọc thơ này liền, thầy phải trả lời gấp. Mà mình nghe chữ gấp cái là mình phải mở coi liền. Nhưng mà rồi nếu muốn trả lời một cái mail đó 5-3 phút nói không hết, bởi vì cái đau khổ nó tràn gian, thì mình phải trả lời đại hải. Có nhiều cái câu hỏi là Pháp Hòa biết là nói không, viết không thể nào hết ý, Pháp Hòa phải email lại: cô Quan Hỷ, chú Quan Hỷ gọi lại chùa. Pháp Hòa cần phải nói trên phone mới nói hết ý. Tại vì sao? Tại vì mình có tâm với Phật tử. Nhưng mà thưa đại chúng, có những lúc quý vị phải hoan hỷ là quá nhiều Pháp Hòa trả lời không hết. Không phải là Pháp Hòa vô tâm, nhưng mà quá nhiều trả lời không có hết. Bây giờ mà gom lại mail cũ, mail mới là 19.000+ cái, làm sao qua nói hết được. Một ngày một đêm, chỉ một đêm mà trả lời 5-7 cái mail là thấy hết giờ, mà mình cũng mệt mỏi rồi, một ngày làm việc bên ngoài rồi còn bao nhiêu thời gian. Gần đây đi giảng nhiều, thầy lại ít giờ dạy cho mấy thầy, mấy cô, mấy chú trong chùa. Cho nên hồi xưa Pháp Hòa quy định ở chùa, chúng trong chùa học một tuần 3 ngày, 3, 5, 7. Bây giờ đi giảng riết không có thời gian, cuối cùng Pháp Hòa nói ngày nào ở nhà ngày đó học. Ở nhà 2 ngày dạy 2 ngày, ở nhà 3 ngày dạy 3 ngày. Cho nên từ sáng tới tối Pháp Hòa không có chỗ trống. Chiều 5 giờ quý vị dùng cơm là gấp rút, 6 giờ là phải học. Học cho xong tới 7 giờ 15 là lên tụng kinh. Ở nhà là không bỏ thời kinh nào với chúng, trừ trường hợp bệnh hoạn hay có chuyện gì, chứ còn thời kinh tối không bỏ. Bận gì bận cũng tranh thủ, ráng tranh thủ ra một thời kinh với đại chúng. Tức là mình không, thật sự mình mệt á, nhưng mà nếu người không có lòng và cái thái độ tiếp việc thì người đó sẽ rất dễ quậu quọ câu có. Cho nên chúng ta đến với đạo là để chúng ta học một cái nhân cách, chúng ta học một cách tiếp xúc với sự việc,
để chúng ta hoan hỷ tiếp nhận. Và chúng ta suy nghĩ thế này: tại sao có những người không có việc gì để làm, còn mình có việc để làm là mình phải vui, để mình sống không lãng phí. Đức Phật dạy trong kinh đó, các thầy các cô thọ nhận của Phật tử, khi Phật tử cư sĩ tại gia có hữu sự, có năm việc người tu phải lo cho người ta: chăm sóc gia đình họ khi ốm đau, an ủi đó chứ không phải tới làm gì. Phải thường xuyên hỏi thăm, nếu gia đình đó có khổ đau người ta cần mình phải có mặt. Cuối cùng, nếu gia đình đó có người thân qua đời, tăng ni phải có bổn phận chăm sóc cho người gia đình Phật tử đó. Cho nên nếu mình là một người tăng ni, mình nhẫn lạnh lời Phật dạy, mà sự thật là như vậy. Đấy, hàng cư sĩ Phật tử tại gia, quý vị đã giao giúp đỡ cho chùa chiền, cho tăng ni quá nhiều trong một năm, thì khi quý vị hữu sự, quý vị cứ đến quý thầy phải tìm cách sắp xếp để giúp đỡ cho mình. Cho nên chúng ta tương trợ lẫn nhau, thì trong cuộc sống của mình tương trợ như vậy có niềm vui. Cho mình sống như thế nào mà trong gia đình mình mỗi ngày có niềm vui, mình tu như thế nào mà trong gia đình mình mỗi ngày có niềm vui là mình biết mình tu đúng. Còn nếu mình tu mà riết con cái mình nó thôi má tôi tu, ba tôi tu, nhưng mà mình không có một cái connection, không có một cái sự liên đới với gia đình, thì đó không phải là cái cách của đạo Phật chỉ. Tại vì sao? Tại vì hạnh phúc gia đình nó mới nuôi dưỡng cái đường tu mình nó lâu dài. Như hạnh phúc của người tu với nhau chung một chùa phải có, thì người tu đó mới tu lâu dài được. Nếu một vị đó vào chùa tu mà thầy không ngó ngàng gì tới mình, huynh đệ hiềm khích lẫn nhau, người tu đó dễ bỏ cuộc lắm. Tại vì người ta bỏ một mái gia đình, người ta vào chùa người ta tu, người ta mong có được cái tình của huynh đệ. Cho nên nếu quý vị nào mà để ý những cái bài hát Pháp Hòa mạn phép sửa lời đó, tất cả tâm tư Pháp Hòa gửi trong những cái lời đó. Thí dụ cái bài hồi sáng mình hát: ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ôi quá an vui. Vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiếng hát, biết thương nhau, cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau. Ở một bài khác, lấy một cái điệu lý của việc của dân ca Việt Nam: sáng nay lên chánh điện mong gặp tăng thân, thấy tăng thân ngồi tĩnh tọa, dáng ngồi yên, dáng bình an, dáng sáng nay lên chánh điện tâm đầy an vui, thấy tăng thân ngồi tĩnh tọa, dáng thật vui. Ước mong cho tất cả sống an vui, đừng tranh cãi, ráng lo tu đừng tranh cãi, biết thương nhau cảm thông nhau. Tất cả những cái bài nhạc nhỏ nhỏ Pháp Hòa cải lời, mà tất cả những cái đó, cái tâm của mình, cái lòng của mình nó gửi trong những câu đó. Tại một người tu mà chúng ta không có hạnh phúc với nhau thì chúng ta tu không có nổi. Ở đây mình đi tu mình thiếu cái đó, tại vì chùa ít người quá, ít những bạn tu. Nhưng mà nhờ tâm tu mình vững cho nên mình không có bị lung lay. Chứ thường người ta hay nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mà nếu mình tu mà không có bạn bè tu chung dễ thối chí lắm, tại vì mình không có ai cùng tu cùng học với mình. Cho nên huynh đệ Phật tử tại gia với nhau cũng vậy, đi chùa với nhau mỗi tuần, lâu lâu thấy người kia có bộ 2-3 tuần không đi, phone thăm: chị khỏe không, anh khỏe không. Thứ nhất người ta rất là vui là mình có quan tâm, thứ hai là mình còn biết được nhau như thế nào để nâng đỡ, để an ủi, để giúp đỡ. Cho nên tu có niềm vui, sống có niềm vui. Mà thật sự ở ngoài đời này mà sống mà không có niềm vui thì người đó chán nản, dễ
bỏ cuộc đời này lắm, đi tìm một thế giới khác. Tại vì người ta sống, người ta cảm thấy cuộc đời này không có gì vui. Thậm chí người ta còn thốt lên những câu than thở: quen nhau đầy ắp trong thiên hạ, tìm kẻ tri âm được mấy người. Có thể mình quen nhau đầy khắp trong thiên hạ, tìm kẻ tri âm được mấy người. Người hiểu được mình đâu có mấy đâu. Cho nên trong cuộc đời này mà ai hạnh phúc lắm, tìm được một người tri âm đó là hạnh phúc. Người hiểu được mình. Thậm chí mình viết một bài thơ đăng trên báo mà có người hiểu được bài thơ mình, người ta cảm được bài thơ mình mà người ta đem bài thơ mình ra người ta phổ nhạc, là mình biết rằng người phổ nhạc nhất định phải hiểu thơ, mới tả được cái bài thơ đó thống thiết tâm tình. Rồi người ca sĩ hát bản nhạc đó phải sống với bài thơ đó, phải cảm được bài thơ đó. Cho nên không chỉ riêng đối với đạo Phật, mục đích chúng ta đến với đạo không phải để bái lại Đức Phật, không phải chỉ để thờ cúng Đức Phật theo chúng ta thường thấy. Xin thưa, những cái đó là những cái bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với một bậc thầy đã dày công hướng dẫn, chứ Đức Phật không cần cái đó. Cái Đức Phật đang cần ở chúng ta là nhân cách của mình và niềm vui của sự tu tập. Ví dụ như mình cúng rất là tha thiết nhưng mà quay quân lưng lại là huynh đệ không nhìn nhau thì chắc chắn Phật sẽ không vui điều đó. Thành thử ra quý vị có chuông mỏ trước bàn Phật, có thắp nhang, có lại Phật được hết, điều đó không có gì sai và cũng không có gì chúng ta bác bỏ. Nhưng chúng ta biết rằng những gì chúng ta đang làm là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn với Phật thôi. Như mình thờ tượng Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo vân vân là chúng ta biết ơn các ngài đã dày công giữ gìn đất nước. Đối với Đức Phật cũng thế. Chúng ta kính ngài là bởi vì ngài là bậc thầy giác ngộ dẫn dắt cho chúng ta. Mà cái quan trọng cần thiết là chúng ta phải học giới, hành trì để chúng ta nhân cách chúng ta lại. Cho nên có một vị tổ mới nói: các ông có thể không biết giáo lý, nhưng nhân cách các ông không thể thiếu. Có một hòa thượng nói: các vị có thể không có gì hết, như là nhà, cửa, tiền bạc đó. Các vị có thể không có gì hết, nhưng các vị không thể không có lòng từ bi. Bởi vì lòng từ bi đâu có cần mua sắm gì đâu, chỉ cần mình thương được mọi người thôi. Đó là hai cái công dụng của đạo. Thứ nhất là nhân cách, thứ hai là niềm vui. Mà niềm vui này từ đâu ra? Niềm vui này là từ sự tu tập của chúng ta. Pháp Hòa ví dụ như là mình thích ăn chay nhưng không biết nấu, rồi quen với một vài người bạn, hay là mình lên YouTube mình học, khi nấu được đồ chay rồi vui không? Ôi, là vì bây giờ mình biết nấu rồi, mình biết làm những món ăn chay mà người nhà mình enjoy, rất thích những món của mình. Cũng như vậy, Pháp Hòa biết rằng quý vị nào mà học kinh, mà thuộc kinh là mừng lắm, thuộc Chú Đại Bi là vui lắm, thuộc Bát Nhã Tâm Kinh là vui lắm. Nhưng đó chỉ là bước đầu mình thuộc kinh. Nhưng bây giờ mình làm sao mình ứng dụng lời kinh, nhưng mà không phải máy móc. Ví dụ nè, mình có cái ly mình rất thương, lỡ nó rớt bể đó, bây giờ mình tiếc rẻ nó cỡ nào, bao nhiêu ngày là mình biết là mình thấm Bát Nhã cỡ nào. Còn thí dụ như người ta nói cho tôi cái ly, hay là mình ta làm bể, ôi đừng lo, sắc tức thì không. Mình nói máy móc lắm, nhưng mà đụng tới mình là thấy sắc vẫn là sắc. Dưới người khác thì mình sẽ khuyên rất hay: sắc tức thị không, sắc là không, không là sắc. Thậm chí là ôi vô thường. Nhưng mà mất cái làm của mình, cái là la sùm lên. Là niềm vui và nhân cách. Điều thứ ba, công dụng thứ ba của đạo, đó là
chúng ta làm sao chúng ta cống hiến được những gì chúng ta có cho gia đình, cho xã hội. Mỗi người chúng ta ai cũng có thể cống hiến bất cứ cái gì cho gia đình, cho xã hội. Pháp Hòa hay nói với quý vị người lớn á, đôi khi các vị hay la các em: con không có làm được gì hết trơn á, đụng đâu hư đó. Pháp Hòa nói không có đâu, nó biết mở cửa đó, tới bấm chuông nó ra nó mở. Hồi nhỏ mấy chú tiểu ở chùa Pháp Hòa dạy rửa chén á, rửa hào nước lắm, nhưng mà có nhiều vị nóng ruột lại tắt: ở đi đi khác chỗ khác đi để tôi rửa, rửa hao nước quá. Pháp Hòa nói: bác ơi, bác hao nước mà nữa em hao công, nó không rửa em rửa hết. Chịu khó hao nước một chút chỉ cho nó rửa. Có nhiều khi mình phải chấp nhận hao ở lúc đầu để sau này đâu nó vào đó. Mình không chịu hao lúc đầu, mai mốt hao hơn. Cho nên Pháp Hòa chấp nhận nhiều khi rửa chén cứ mở nước xả chơi vậy, đứng nói chuyện, đứng nói trời nói đất gì, có mình lãng vãng. Rồi Pháp Hòa chỉ sắp xếp chén dĩa muỗng vô trong cái xưng như thế nào, rửa như thế nào, sắp chô tô dĩa vô như thế nào, mình chỉ nó làm. Đó là sự cống hiến. Rồi mai mốt nó lớn lên nó biết cái gì nó cống hiến, mà nó cống hiến có bài bản. Cái nào lớn để dưới, cái nào trung để trên, cái nào nhỏ trên nữa, tuy tất cả đều là chén dĩa nhưng phải úp cho đúng. Con người cũng vậy, tất cả là bình đẳng là con người, nhưng tôn ti trật tự phải có. Cho quý vị mới thấy đạo đâu có gì đâu mà né. Mình đến với đạo trọn vẹn được ba thứ: một là nhân cách, hai là niềm vui, ba là cống hiến. Ví dụ như mình làm chồng, nó tôi không biết làm gì hết á, cống hiến được mà, rửa chén, đi làm về nấu nồi cơm, thấy cái xiên dơ mình rửa, ôm quần áo đi giặt sấy, có thể làm biến ủi, nhưng có thể giặt sấy giùm vợ giùm con. Nếu chúng ta muốn cống hiến, hằng hà sa số việc cống hiến. Người muốn làm lúc nào cũng có việc để làm. Có nhiều người nói tôi đâu thấy gì để làm đâu, tại anh không muốn làm thôi. Anh muốn làm là lúc nào cũng có việc để làm. Hồi xưa Đức Phật khi mà thu nhận các thầy rồi á, Đức Phật nói: này các thầy, các thầy hãy chia ra nhiều hướng, các thầy đừng đi về cùng một hướng. Tại sao? Bởi vì người ta đang rất cần các thầy. Hãy đi, đi trên con đường hành đạo, đi trên con đường hoằng pháp, hãy hướng về chúng sanh, chỗ nào cũng có chúng sanh để các thầy phải hướng tới. Nhưng các thầy đừng đi riêng lẻ, đi mỗi lần hai người, ba người đi độ. Đi vào trong làng mạc khất thực từ hai người trở lên. Và hôm nay mình đi ngã này rồi, mai mình đi ngã kia. Đừng có vì con đường này toàn đồ ăn ngon không đi hoài. Thầy nào mà đi khất thực mà có một con đường đi hoài là không được. Thí dụ như trời ơi, mỗi lần khất thực bô sa nhiều đồ lắm, cứ kiếm bô sa mà đi. Phật quở bởi vì sao? Thiếu tâm bình đẳng. Thiếu tâm bình đẳng. Hôm nay mình đi đường này, mai mình đi đường kia, để cho chúng sanh có cơ hội cúng dường, và để lòng mình rời khỏi sự dính mắc. Đường này đồ ăn ngon không? Đường kia đồ ăn dở không? Cho nên thưa đại chúng, khi mà chúng ta tu tập và chúng ta hiểu được cái công dụng khi chúng ta đến với đạo giáo, từ đó chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không có việc gì để gọi là chúng ta là người vô đạo. Và với cái nhìn của đạo Phật, tất cả đạo, đạo giáo đó cống hiến chúng ta ba điều. Một là nhân cách của chúng ta, đến với đạo để chỉnh chu lại nhân cách của mình, học hỏi để làm để có một nhân cách tốt. Thứ hai, để chúng ta có niềm vui trong sự sống. Thật sự cuộc sống có nhiều niềm vui.
Nhưng tại chúng ta cứ hướng về cái khổ mà chúng ta không thấy được niềm vui. Người cha cũng có thể làm được gì cho con, chứ không phải chỉ là người mẹ, hay là ngược lại. Ông bà cũng có thể làm được rất nhiều cho con cháu, chẳng hạn như giữ cháu. Bây giờ nuôi thì nuôi không nổi mà giữ được. Không có tiền nuôi cháu nhưng mà giữ cháu được. Mà con nó rất cần mình, tại vì mình giữ free. Mà nếu mà con cháu nó có cho mình chút ít đi nữa đó, mình giữ cháu mình vẫn hơn. Tại vì mình take care bằng tất cả trái tim của mình. Và thậm chí mình nói mướn người ta giữ không bằng tự mình giữ. Tại vì sao biết không? Cháu ai thơm thịt nấy. Cháu mình hung vẫn ngon. Cháu người khác mình hung chơi thôi mà không thơm. Cháu ai thơm thịt đó. Thì ở đây điều thứ hai là niềm vui của sự tu tập. Có những chỗ Pháp Hòa đi giảng á, một ngày chủ nhật Pháp Hòa giảng 5 chùa, từ 8 giờ sáng mà giảng tới 11 giờ đêm. Cứ chỗ 2 tiếng 2 tiếng vậy, mà phải đi xa lắm rồi, chứ không phải như đây là chạy 50 phút đâu. Nhưng mà tới khuya mà năng lượng vẫn đầy đủ. Chỉ khi nào hết xíu quách ai biết thôi. Nhưng mà tại sao? Như ngày hôm sáng hôm qua Pháp Hòa rất mệt. Nhưng mà không, lúc mà sắp lên giảng là nó mệt. Nhưng mà giờ tới số rồi. Vậy mà thưa đại chúng, Pháp Hòa ngồi vô cái bàn đó, Pháp Hòa không còn biết mệt là gì nữa hết. Mà lúc lên là cái đầu nó trống rỗng, không biết mình phải nói gì. Vậy mà lát lên có chuyện để nói. Đúng là nhiều chuyện. Xin thưa như vậy, Pháp Hòa không có ý nói Hòa hay, nhưng mà Pháp Hòa có một cái là Pháp Hòa có niềm vui phụng sự. Pháp Hòa không có giỏi gì hết, nhưng cái niềm vui đó, đó nó làm cho người, thí dụ mình dở người ta vẫn thích, tại vì người ta thấy được cái hết lòng của mình. Hồi nhỏ đi học á, thỉnh thoảng có những bài thi Pháp Hòa không biết và để trống, thì ông giáo ông mới nói với Pháp Hòa, dù á không biết á, dù cứ khoanh đại, biết đâu chừng dù cũng có điểm. Nhiều khi mình khoanh đại cũng vớt vát, dù để trống gì cho mất điểm. Điều thứ hai, dù cứ làm tới khả năng của dù, rồi thầy cô giáo nhìn cái bài học đó và thấy dù sai ở chỗ nào là biết dù hiểu bài tới đâu, còn khúc nào dù không hiểu người ta sẽ giúp dù hiểu bài. Pháp Hòa nghe cái điều đó, bây giờ Pháp Hòa vẫn ứng dụng trong cuộc sống. Tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta cứ làm, đừng sợ người ta thấy mình dở chỗ nào, người ta bổ chỗ đó. Cũng như mình uống thuốc bổ thôi. Tại sao kêu thuốc bổ? Mình khuyết chỗ nào, uống cái viên đó vô, nó bổ chỗ đó. Cái viên thuốc bổ là nó có vitamin từ E tới G, phải không? Mình uống vô đó, mình cơ thể mình thiếu chỗ nào nó bổ chỗ đó. Mà có bổ mới có dưỡng, kêu bổ dưỡng. Bổ là nó thêm vô đó và nó nuôi. Chúng ta cũng thế, con mình nó khuyết chỗ nào, mình bổ chỗ đó, mình dưỡng con. Mình nuôi con không phải cơm áo, mà phải nuôi bằng tâm tư của mình, bằng sự tu tập của mình. Có nhiều khi á, mình cho con nó ăn rất ngon, nhưng hàng ngày mình nói chuyện nghe không được. Con mình nó học cái cách đó. Ví dụ như ở nhà mình đừng có nói nè lên ăn giọng đi. Nó đâu có biết ăn giọng là cái gì. Nó tưởng là eat. Rồi bữa nào nó muốn kêu má xuống ăn cơm, nó má xuống ăn giọng. Ê hổ gì con. Tại vì mình giáo cái gì, mình dưỡng cái đó và nó học cái đó. Người ta gọi là giáo dục. Cha mẹ có 9 cái ơn đối với mình, gọi là 9 chữ cù lao. Trong đó có phần dạy dỗ.
Cho nên hằng ngày á, thưa đại chúng, từ người đời cho tới người đạo, từ thân cho tới sơ, từ bạn bè cho tới vợ chồng, tất cả đều là bổ dưỡng cho nhau hết. Nhưng mà chúng ta không phải bổ dưỡng ở vật chất, mà chúng ta bổ dưỡng cho nhau bằng những món ăn tinh thần. Bằng chứng nè, cái ngày sinh nhật của mình, con nó không có gửi quà gì mà nó bắt cái phone: "Mommy, happy birthday." Nhiều đó đủ rồi con. Con nhớ ngày của má, đúng không? Em y chang mà. Con mà mình đi giảng, mà những lúc Pháp Hòa đi giảng nhằm cái ngày Father's Day đó, mấy thầy mấy chú gửi email: "Happy Father's Thầy." Father Thầy. Năm nào Pháp Hòa cũng mấy chú cũng gửi. Như hôm Tết thì con chú vô chúc Tết khóc: "Hồi nãy con lên thầy con sắp xếp trong đầu, con sẽ nói với thầy nhiều lắm, mà bây giờ con lên gặp thầy con chỉ khóc thôi, con không nói gì được hết." Nó: "Thôi con khóc thầy nghe đủ rồi." Thầy trò ôm nhau. Thầy ôm con ôm thầy. Con nói gì thầy hiểu hết. Tại vì cái trái tim của con, cái ánh mắt của con, cái cách ôm của con, thầy feel được. Ôm mà ghét đó nghe, cũng biết đó, xiết. Ôm thương khác, ôm thương nó vuốt nữa. Cho nên đạo đời nó đâu có xa. Cái quan trọng thật sự, xưa đại chúng, trái tim ai cũng đập giống nhau, trái tim ai cũng đập giống nhau, chứ không có gì, bất quá nó khác cái tướng ở ngoài thôi. Chứ máu, cảm nghĩ, cái gì nó cũng giống nhau hết. Chúng ta phải sống bằng cái đó. Còn cái lớp này phụ, mà cái lớp trong này nó có điều với nhau, thì chúng ta đủ ba đạo lý: nhân cách, niềm vui. Đệ tử nuôi thầy, nuôi bằng cái sự tu tập của đệ tử. Nhiều khi trong chùa Pháp Hòa nói á, Phật tử không cần cho Pháp Hòa ăn ngon, không cần cho uống đồ bổ, chỉ cần Pháp Hòa thấy Phật tử thương nhau, quan tâm cho nhau, Pháp Hòa vui không kể xiết. Nghe người kia không có xe về mà cùng một con đường mà lơ không chở, trời mình thấy đau. Mà nếu người kia chạy tới: "Em về cùng với chị nè, chị em chở chị." Pháp Hòa nghe và vui cùng tận. Ngày nào chúng ta còn sống với nhau như vậy, ngày đó đạo không có mất. Đạo lý chúng ta sống còn thì có đạo nào mất đâu. Cái đó mà không còn, không còn đạo gì nữa để nói. Có xây bao nhiêu chùa, có làm bao nhiêu cái, đạo ai nữa tới tu đâu mà đạo truyền cái gì nữa. Đạo lý nó mất rồi. Quý vị thấy được điều mà nói không? Nhiều khi mình ngồi chung bàn với nhau, ai mình cũng mời ăn mà có người mình trừ, thống ưa bắt gì mời. Nhưng mà nó kỳ lắm, có ấn được. Pháp Hòa xin thưa là Pháp Hòa sống sao Pháp Hòa nói vậy. Cái sự tu tập của chúng ta nó không có phải ở cái kinh điển giáo lý, nó chỉ một phần vậy thôi. Nhưng chúng ta có thực tập thì cái đó nó đi ra như người nấu ăn. Học cái căn bản thôi, còn nấu ăn là cả một nghệ thuật. Quý vị bấm Google, YouTube, cách nấu cà ri mấy chục kiểu, cách làm nem chay mấy chục cách. Bởi vì sao? Căn bản vẫn là đu đủ, vẫn là rau câu hay bưởi hay khế hay chanh. Căn bản nó chỉ nhiêu thôi, nhưng cách làm mỗi người mỗi cách. Có người làm dai, có người làm bở. Nấu canh chua, bấm thử coi, cách nấu canh chua mấy chục cách hay mười mấy cách. Nhưng có người nấu cách này, có người nấu cách khác. Tu cũng vậy. Một khi chúng ta nắm được đạo lý rồi, chúng ta có thể sáng tạo. Và tu là một sự sáng tạo.
Sống trong đời là một sự sáng tạo. Thế thì đạo nó không phải là cái mà chúng ta thường suy nghĩ. Đạo này đó, đạo Phật, đạo gì đó là cúng bái thờ lại. Như hồi nãy vừa nói, đó chỉ là hình thức bày tỏ lòng. Còn đạo Phật cống hiến chúng ta ba điều. Một là nhân cách để sống, hai là niềm vui tu tập và sống, ba là cống hiến cho xã hội, cho đời. Người tu nào mà không nói một câu trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh? Người tu nào nói câu đó đó? Trên cầu làm Phật dưới độ muôn loài. Tụng kinh bữa nào cũng tụng, lại đấng tam giới tôn quy mạng mười phương Phật. Nay con phát nguyện lớn trì tụng kinh Pháp Hoa, hay Di Đà, hay Địa Tạng gì đó, trên trả bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi Cực Lạc. Không phải lời phát nguyện của mình sao? Ngày xưa bà Võ Tắc Thiên á, quý vị nào mà đọc sử thì biết bà Võ Tắc Thiên, cuộc đời của bà thôi mình không nói, nhưng mình nói từ cái khúc bà phát tâm nha. Một hôm bà hiểu đạo, bà mới thỉnh quý hòa thượng vô để mà giảng kinh. Thì khi quý hòa thượng giảng xong bài kinh, cái bà đứng dậy. Bà đứng dậy bằng tất cả tâm thành, bà đọc lên bốn câu mà tự bà sáng tác: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Bà đọc bốn câu đó xong, quý hòa thượng khả chứng. Bà nói: bạch hòa thượng, đời con tội lỗi nhiều quá, nay làm sao con trở về với đạo? Hòa thượng nói một câu: nhất thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu. Câu đó bây giờ đem vô kinh rồi đó. Nhưng mà xuất xứ cái câu đó từ lúc bà Võ Tắc Thiên phát tâm quy y tu đạo. Nhất thành thượng đạt, một tâm mà đề lên thì một tâm lành mà sướng lên, vạn tội cũng sẽ tiêu. Hòa thượng nói: nhất thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu. Có rất nhiều bài ca ngợi Pháp Bảo, nhưng quý ngài thấy rằng không có bài nào thay thế được cái bài này của bà Võ Tắc Thiên hết. Cho nên khi soạn cái nghi thức tụng kinh, chư tổ đã đưa cái bài kệ của bà Võ Tắc Thiên vô thành cái bài kệ khai kinh. Bây giờ quý vị tụng đó, nếu mà tụng tiếng Việt sao: Pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy xin trì tụng, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Sư ông Làng Mai dịch: Pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Hồi nhỏ có bà thuộc cái bài: vội vội không trên pháp thẩm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy xin vân giữ, nguyện hiểu Như Lai nghĩa thật sâu. Nhiều cách dịch lắm, muốn dịch cách nào cũng được, nhưng tất cả bản dịch đều bắt nguồn từ bốn câu bằng tiếng Hán của bà Võ Tắc Thiên. Thì hôm nay, thưa đại chúng, tối hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn thưa, bắt đầu từ bây giờ chúng ta có một cái hiểu chữ đạo khác hơn, hiểu mục đích chúng ta trở về với đạo. Không có gì khác hơn là để làm tròn ba việc: nhân cách của mình, niềm vui của chúng ta và sự cống hiến cho mọi người. Với tuổi của ni sư trụ trì, ni sư có thể nhập thất ẩn tu, nhưng mà ni sư cũng muốn làm tròn cái tâm nguyện của người tu là cống hiến cho đời. Cho nên
chùa trái xây khác. Ni sư đang làm người mà Đức Phật khen đó. Cái gì chưa có biết xây dựng cho có, cái gì lỡ hư mục tu sửa cho thành tốt. Mình có phải làm vậy không? Mình chưa phải là một người biết gì hết, ngày hôm nay bắt đầu chỉnh chu người mình. Lỡ mình chỉnh chu, nó lem lem làm lại. Bởi vì mỗi người chúng ta ai cũng có cái kiến để nhìn mình hết á. Bằng chứng là ăn xong rồi mẻo ra coi, coi nó có lem luốc gì không. Cái kiến đó là gì? Đó là soi tâm. Quý vị đọc bài kinh soi gương quý vị biết. Cho nên khi Pháp Hòa nói điều này, cũng như tất cả mọi người, nếu ai mà cho dù mình đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì, cũng không ngoài ba cái mục đích chúng ta tu đạo. Đạo nào cũng muốn cho chúng ta tròn một cái nhân cách, đạo nào cũng muốn đem tới chúng ta niềm vui. Và sau cùng thì chúng ta phải đem những gì chúng ta biết để cống hiến cho đời, thì chúng ta sống không uổng phí. Sống có niềm vui, sống không uổng phí và sống tròn nhân cách. Xin cảm ơn đại chúng. Dạ, xin thưa đại chúng là như hồi nãy Pháp Hòa có thưa là Ni Sư đang kêu gọi mọi người chúng ta ít nhiều hộ trì cho Sư trong công việc tái kiến thiết lại ngôi chùa. Và dĩ nhiên công việc này không phải một ngày một bữa mà hoàn tất được, phải không? Đây là một công trình dài hạn. Quý vị hỗ trợ cho chùa bằng mọi cách, quý vị có thể liên lạc với chùa Viên Minh để hỏi những cái cách nào mà mình có thể đóng góp cho chùa. Hồi sáng này Pháp Hòa có kể câu chuyện quý vị nghe nhớ không? Chuyện mà Đức Phật dạy bán chuột đó. Không nghe hả? Ồ, nhờ vậy mới nghe cái băng. Cuối cùng á, Đức Phật nói á, mình có xác chuột bỏ uổng đem bán cho những người người ta làm phân, lấy chút tiền tích lũy làm vốn, rồi làm vốn ra nữa. Cuối cùng Đức Phật nói một câu: tích tiểu thành đa, quy cái nhỏ, gom cái nhỏ để làm cái lớn. Mình tu cũng vậy, tu từ từ, tu chút chút, mỗi ngày mỗi ít, để chúng ta trở thành một cái người tu thật là giỏi. Thì tối hôm nay hôm nay là Pháp Hòa ba thời rồi. Hồi sáng 10 giờ, chiều nay 3 giờ và tối nay 7 giờ. Ngày mai cũng 3 thời. Ngày mốt cũng 3 thời. Coi như là 9 nút. Xin cảm ơn đại chúng rất là nhiều. Giờ đại chúng có yêu cầu, có thắc mắc gì nữa không? Trước khi mình hồi hướng. Quý vị có ai có câu hỏi gì không? Có video này sẽ đưa cho quý vị. Không biết thầy cho phép bỏ mấy câu chưa thầy? Dạ không sao, 6 câu cũng được. 6 câu về quý vị. 6 câu vòng cổ. Đây là câu hỏi cho quý vị hỏi. Hỏi dễ dễ nha chế. Thầy kính sư, thầy kính sư, con nãy giờ con nghe thầy giảng mà con khát nước quá trời. Tại vì trong lòng con uống từ lời thuyết pháp của thầy, con biết cảm ơn thầy hôm nay thầy đã cho con kinh nghiệm để nghe được lời Phật pháp. Tôi con là người đạo Chúa, nhưng mà ngày nào con cũng nghe lời thuyết pháp của thầy hết. Bữa nay thì khi mà thầy bước vô, con nhìn thầy tự nhiên nước mắt con nó trào ra. Cái lời nói của con bây giờ nó không có,
nó không có được diễn đạt được cái lòng của con. Cái lời của con muốn nói thật nhiều, nhưng cái lời nói của con nó không có ra hết. Con xin Thầy chỉ dẫn thêm cho con, để con biết làm sao mà đi được cho đúng đường. Con xin cảm ơn Thầy. Cô đi không lạc đường, ngồi trong này là đúng đường rồi đấy. Biết nhà hàng Moonlight tới đâu tìm tới là đúng đường rồi đó. Bây giờ dạ mời cô. Cô ở giữa nè. Dạ mời cô. A Di Đà Phật, con nhờ được Phật pháp hướng dẫn qua một chút âm điệu của Thầy, lần đầu tiên con được gặp Thầy, nhưng mà một tuần con có thể bỏ ra thời gian nghe được bốn cái lời cho ba cái lời một cái của Thầy. Hôm nay con được gặp Thầy, con rất là hân hạnh. Từ sáng của con ở bên kia giờ con đây, nhưng mà con nguyện là con sẽ cố gắng là nghe Thầy. Cái này là những gì tôi nói giặc sống là truyền giáo pháp sống, chứ không phải nghe đĩa nữa, nghe băng nữa, nghe YouTube nữa. Thành ra là con rất là vui khi gặp được Thầy ở đây. Nhưng mà con có một cái câu hỏi này là từ sáng tới giờ ai con thấy là Thầy không có ăn, mà Thầy làm rất là nói rất là nhiều pháp rất là nhiều. Thì con đó, muốn Thầy chỉ dẫn cho chúng con cách để giữ được sức khỏe của Thầy. Để chúng con bây giờ trong cuộc sống này rất muốn được tìm những sức khỏe, sức khỏe là trên hết. Con có sức khỏe thì con sẽ học được nhiều Phật pháp hơn. Đây là Thầy. Cảm ơn cô. Cô muốn giống Pháp Hòa không? Pháp Hòa chỉ, có ai đây có ai muốn không? Ai muốn và chỉ bí quyết ngắn gọn cạo đầu vô chùa. Thôi bây giờ nếu mà đại chúng mà không có gì thắc mắc thì Pháp Hòa xin hát cúng dường đại chúng bài để trước khi quý vị về ngủ nha. Em chưa từng thấy biển, chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la như biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Và cúng dường đại chúng một câu vòng cổ. Pháp Hòa xin hát bài Xuân Này Con Không Về.
Chiều nay én liền trời cao mai đào đầy sân rầy. Nẻo quê hương mù xa diêu diện, mẹ ơi xuân năm nay chắc con sẽ không về. Chắc chiều nay mẹ tựa cửa đợi chờ, ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào rụng cắm đầy sân. Trời bây giờ trời đã sang xuân, mà con của mẹ vẫn đôi đường trắc trở. Nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm, ôi nỗi chờ mong chắc tóc mẹ đã bạc màu sương tuyết. Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm, nẻo trước giường sau tiêu điều trong văn. Xuân đã về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về. Thắp ba nén nhang mẹ đứng giữa bàn thờ, lời khấn nghe như lời tâm sự. Ông ơi Tết đến rồi mà con nó cũng chẳng về thăm. Nhà còn một con gà không dám làm thịt để cúng ông, chờ đợi nó về để vui say trong ba ngày Tết. Ngày phết bánh phồng, đêm canh giấc nồi bánh tét, chờ đợi mỏi mòn mà con có về đâu. Dạ xin hết. Câu sau hẹn ngày mai. Sáng hôm nay năm nay năm mới thì Pháp Hòa có làm một cái bài kệ ngắn dựa theo lời của Phật dạy như là một lời chúc nguyện. Thường thường mỗi lần mình gặp nhau là sáng sớm mình gặp nhau, việc đầu tiên mình hỏi là gì? Thường thường mình sáng mình gặp nhau, câu hỏi đầu tiên của người Việt mình thường hỏi là gì? Tối qua ngủ có ngon không? Phải không? Nhất là nếu mình có khách đó, mà nhà mình mới có khách thì tối chia tay đi ngủ thì mình chúc cho người đó ngủ ngon. Và sáng hôm sau mình gặp thì mình lại hỏi người đó tối hôm qua ngủ được không? Ngủ ngon không? Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta đó, thật sự chúng ta muốn rất là nhiều thứ, và chúng ta coi cái gì nó cũng quan trọng hết. Ví dụ như mình cần có tiền, mình cần có đủ thứ hết. Nhưng mà cuối cùng á, cái đơn giản, cái mà chúng ta cần thật nhất á, là những cái chuyện rất đơn giản hàng ngày, đó là ăn ngon, ngủ yên. Tại vì nhiều khi mình nhiều tiền quá nhưng mình đau khổ quá, hoặc là nhiều thức ăn ngon quá nhưng mà trong lòng mình không có yên, thì mình ăn không ngon, mình ngủ cũng không ngon. Mà ăn không ngon, ngủ không ngon thì cả ngày nó bần thần. Ăn không ngon thì thân nó không khỏe. Ngủ không ngon thì thân nó cũng khỏe, không khỏe. Mà ăn không ngon mà ngủ không yên là từ đâu? Từ những cái tâm chúng ta bất an. Cho nên cái tâm an đó là cái việc rất cần. Và trong tất cả những cái việc tu tập của chúng ta cũng không có mong gì hơn là mình mong cho tâm mình được an. Vì vậy mà việc đầu tiên á, mà chúng ta cần thực tập đó là muốn tâm mình an. Mà muốn tâm an thì mình phải tập có chánh niệm. Mà chánh niệm đầu tiên nhất là chánh niệm về hơi thở. Hồi nãy cái bài hát Thầy Huệ Tạng hát đó, breathing in, breathing out, thở vào, thở ra. Mình nói sao thở vào được, thở phải thở ra chứ. Chứ thật ra mình nói phải hít vào,
Nhưng mà thật ra hít vào cũng là thở, mà thở ra cũng là thở. Nhưng mình tự nhiên hít vào thì tức là mình nói thường ngày được. Ngày mình nói cái câu cho nó nhẹ hơn, để cho nó vần điệu hơn, thì mình nói thở vào thở ra. Chứ thật ra hít vào thì cũng hít cũng là thở. Hơi thở vào và hơi thở ra. Cho mình nói thở vào thở ra. Rồi có nhiều vị sẽ nói nó không có đúng, nói phải nó hít vô chứ. Nhưng thật ra thì hít cũng là một hơi thở. Nhưng mà mình lên trong văn chữ mình nói hít vào thì nghe nó không có nhẹ lắm, nó thở vào. Chứ hít cũng giống như có vẻ là mình phải phải dùng cái lực nào đó. Còn nó thở tức là cái hơi thở của mình rất bình thường. Mỗi ngày mà hơi thở của mình đó, lúc nào nó cũng đều đặn vô ra như vậy. Nhưng mà mình ít khi nào mình nhận biết mình đang thở. Vì vậy cho nên cái bài kinh hay là cái bài thiền tập đầu tiên nhất cho tất cả những vị tu tập, đó là chúng ta tập thở. Vì vậy mà cái bài kinh quán niệm hơi thở chúng ta cần phải học. Ai cũng phải đọc kinh quán niệm hơi thở để biết Đức Phật dạy về những hơi thở như thế nào. Mà khi nào mà chúng ta có thở được những hơi thở bình an, hơi thở nhẹ nhàng, thì tức khắc tâm mình nó sẽ lắng xuống. Cho nên á, khi nào mình tức, mình giận, mình bực bội gì đó, mình đi kiếm chỗ mình ngồi mình thở. Không có nghĩa là lúc nào mình ngưng thở. Nhưng mà cái lúc mình giận á, cái hơi thở mình nó hỗn hển lắm, nó mệt lắm. Cho mình đi kiếm mà hơi thở nó mệt như vậy, rồi mình đã tiếp tục mình cố mình nói nữa, cho nên nó làm cho mình tăng cường cái tăng trưởng cái mệt lên. Cho nên mình phải đi tìm cái chỗ để mình ngồi mình thở. Vì vậy mà Đức Phật dạy trong kinh có 16 phép để chúng 16 cách thở, gọi là 16 hơi thở ý thức. Ví dụ như thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, thở hít vào hơi ngắn thì biết rằng đây là hơi thở ngắn, thở ra hơi thở ngắn biết, hơi thở, hít vào một hơi dài thở ra dài biết, hoặc là hít vào ngắn mà thở ra dài, hoặc ngược lại hít vào dài thở ra ngắn. Nói chung là mình ý thức rất rõ từng hơi thở của mình. Và khi mình ý thức rõ được hơi thở của mình á, thì từ từ mình sẽ biết, mình sẽ biết được những cái tâm hành, những cái sinh khởi trong tâm mình. Cho nên khi mà tâm mình nó yên á, thì tự nhiên giấc ngủ mình nó yên. Và đó là cái gốc thôi. Rồi bên cạnh đó, đó mình tạo thêm những cái duyên nữa là gì? Ví dụ như tối trước khi mình đi ngủ, mình không có coi phim ma, không có xem phim bạo động. Mà mình có xem phim bạo động, xem phim ma, thì cái thu nạp vào trong cái tàng thức của mình đó, nó rất là fresh, nó rất là mới. Đó là những bạo động, những cái sợ hãi. Cho nên tối ngủ dễ bị mộng mị, dễ bị ác mộng. Và bên cạnh đó còn gì nữa? Cái môi trường, cái đời sống hàng ngày chúng ta, chúng ta hay suy nghĩ cái gì, chúng ta hay quan tâm cái gì, nó ảnh hưởng đến giấc ngủ và đời sống. Thí dụ như ban ngày mình suy nghĩ cái gì đó, mình lo lắng gì đó, thì thường tối mình hay chiêm bao mình thấy. Giống như Pháp Hòa hay kể đây chúng nghe. Hồi đó dưới bếp mình có cái nồi nấu cơm, nấu bằng gas propane. Tại vì chùa mà cuối tuần thì đông người, mà nếu mình nấu cơm điện từng nồi thì thứ nhất là nó lâu, cái thứ hai là điện nó không đủ, nấu chung một chỗ là điện nó bị cúp. Cho nên mình có một cái nồi nấu bằng propane, bằng gas. Thì mà cái nồi đó đấy, thì phải gắn cái đó vô và bật lên. Mỗi lần bật lên là quá sợ lắm, sợ nó nổ. Thật ra mỗi lần mà nấu cái nồi cơm đó, cái mình đi tới lui mình hơi ấn ấn. Chỉ vậy thôi mà nó đi vào trong cái tàng thức của mình. Có nhiều bữa ngủ thấy cái nồi đó nó nổ, nửa đêm vậy cái tung mình ra, cái chạy xuống bếp. Chạy được nửa chừng mới biết là mình mớ. Nhưng mà khi mình dẹp cái nồi đó rồi á, thì hết, không có còn. Tại sao?
cho nên mình mới thấy cái gì mà trong cái tâm của mình, đời sống hàng ngày mình nó ghê gớm, cái gì mình thu hút qua trong cái tàng thức. Và từ đó mình mới biết rằng á, những cái gì mà nó không thiện á, mà mình để vào trong cái tàng thức của mình á, nó rất nguy hiểm cho con đường sanh tử của mình, có thể nó là cận tử nghiệp. Tại vì mình nghĩ mà mới có thu hút một chút thôi mà nó ảnh hưởng giấc ngủ mình như vậy đó, phải không? Mà nếu mà bao nhiêu những cái bất thiện mình cứ thu nạp ở trong tâm thức của mình đó, thì cái chuyện cận tử nghiệp của mình mà mình đi vào những cái chỗ đọa lạc thì cái chỗ đó nó dễ lắm. Tại vì sao? Tại trong lòng mình không có cái gì thiện, không có gì lành hết. Thì cái lúc mình sắp mất đó, rồi cận tử nghiệp là cái nghiệp mà sát cái giây phút mình sắp mất đó, nó tung ra thì hoàn toàn là những cảnh ghê rợn. Và nó ảnh hưởng đến cái chuyện đi trong cái tỉnh thức, trong cái nhẹ nhàng của mình. Cho nên hàng ngày mình đi tìm những cái positive, những cái tích cực để chúng ta thu nhặt vào trong cái tâm thức của mình. Và người có chánh niệm á, thì người ta phải biết như vậy. Cũng giống như mình thôi, cái gì đẹp mình mới muốn trang điểm lên thân, thì nhớ là cái gì hay mình mới để vào lòng, còn cái gì dở mình phải xả nó. Nó là thật, nó là thực tế, chứ không có phải là chuyện cần tu đạo gì hết, mà nó là cái chuyện rất thật trong cuộc sống. Cho nên mình, một là mình muốn có giấc ngủ ngon, mà muốn ngủ ngon thì mình phải tạo cho nó những cái duyên. Mà một trong những cái duyên đó là đời sống hàng ngày. Khi chúng ta còn sống, khi chúng ta thức, thì chúng ta giảm cái sự tiêu cực, những cái điều mà không hay. Dĩ nhiên là cuộc sống của mình không bao giờ mà nó thuận, nó tốt. Cái quan trọng là chúng ta có khả năng đối diện, tiếp nhận, chuyển hóa. Rồi làm sao cho cái đó nó tiêu, và có việc gì chúng ta cũng giải quyết được, thì từ từ nó ảnh hưởng đến cái đời sống của mình. Cho nên ăn ngon, ngủ yên. Và ngủ yên là mình, rồi làm sao mình ăn uống hàng ngày mình cũng phải có chánh niệm. Vua Ba Tư Nặc á, ông có một cái bệnh á, là xin lỗi, là ông ham ăn. Ông ăn, thích ăn đến mức độ là ông béo phì, đi không nổi. Mà khi mà con người mà ăn nhiều quá béo phì thì ngồi đâu ngủ đó. Ngoài cái chuyện mình thiếu ngủ, mình ngủ gật thì cái chuyện đó đương nhiên. Nhưng mà bên cạnh đó, cái người mà béo phì thì ăn rồi thì hay buồn ngủ. Thì vua Ba Tư Nặc bị cái bệnh đó. Thì một hôm ông được Đức Phật dạy về chánh niệm về ăn. Thì sau khi mà ông, thí dụ Đức Phật dạy nè, ăn xong rồi á, đừng có ngủ liền, đừng có nằm liền, đừng có ngồi liền, ăn rồi phải đi dạo một chút để cho nó tiêu hóa thức ăn. Rồi á, mình ăn dầu mỡ nhiều á, thì ăn cơm xong á, ăn dầu mỡ trong cái bữa ăn đó, thì đừng có uống nước lạnh, phải uống nước ấm, để cho cái nước đó ấm đó, nó làm tiêu dầu mỡ. Đại khái Phật dạy những cái chánh niệm về ăn uống. Thì ông nghe xong rồi, cái ông mới say lên, ông mới hướng về hoàng hậu. Này hoàng hậu nhớ nha, mai mốt mà trẫm mà lỡ có ăn nhiều thì nhớ nhắc nha. Thì ông tập như vậy một thời gian thì người ông nó thon gọn lại. Bây giờ ông ngồi nghe pháp ông không có ngủ, ông ngồi thiền ông không có ngủ, ông ăn uống xong rồi người ông không có mệt mỏi như ngày xưa. Thì ông đến thăm Đức Phật và ông bày tỏ cái lòng biết ơn. Ở trong kinh kể những câu chuyện về việc Đức Phật dạy vua Ba Tư Nặc ăn uống chánh niệm. Cho nên đời sống của chúng ta ai cũng ăn. Như ngày hôm qua mình học trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, Bà Tỳ Khu Ni Mahabhasabade, Ngài Kiều Đàm Di. Trong tất, nếu mà đời sống chúng ta có Phật Pháp thì tất cả đều có công đức hết. Tại vì cái ăn của chúng ta, mà nếu chúng ta có chánh niệm trong ăn thì cái ăn vẫn có công đức. Tại vì mình ăn mà mình, chữ công đức là gì? Là những cái gì chúng ta làm và chúng ta để tâm chúng ta hướng thiện. Ví dụ mình lặt rau,
Mà nếu mình lặt rau mình có chánh niệm rằng á, cái cọng rau này nó rất là hiếm quý, mình cố gắng mình lượm lặt, đừng có để phung phí, thì ngay khi lặt rau đó chúng ta khởi được cái tâm niệm là đừng phung phí. Rồi ngay chúng ta ăn vậy, nhiều khi mình ăn cái cọng miếng cái mình bỏ đó, khi mình nghĩ lại người ta không có ăn mà mình có ăn, tại sao mình lại phí, cứ nghĩ vậy còn có một chút thôi ráng. Thí dụ vậy, thì khi mình nghĩ được như vậy cái tự nhiên mình không có phung phí. Rồi hoặc là người vợ của mình chăm sóc cho mình trong việc ăn uống, nhưng hàng ngày mình không có tạo ra những cái niềm vui cho người vợ khi người vợ lo cho mình. Mình toàn là tạo những cái áp lực. Nhiều khi con cái lớn hết rồi, nó ra riêng hết rồi, trong nhà còn có hai ông bà thôi, nhưng mà mình cũng không có chia sẻ cái niềm vui làm cho người vợ thương mình, chăm sóc mình. Mà người vợ phải có niềm vui thì họ mới sống lâu với mình được. Khó dễ quá, tạo áp lực. Rồi thậm chí không có phụ hợ trong công việc nhà, làm cho người phối ngẫu của mình khó chịu, phiền muộn. Nói thì gia đình có chuyện, mà im lặng mà làm thì ấm ức. Nhà có hai người à, mà giờ tôi vừa nấu ăn, tôi phải vừa rửa dọn, tôi phải vừa dọn dẹp, mà chẳng những không giúp tôi thì thôi đi, mà còn bày ra nữa. Bày nhiều quá tôi chịu không nổi, vì vừa phải dọn dẹp, vừa phải nấu ăn, đã vậy rồi mà còn khó dễ, còn nói những lời khó nghe, thì cái người đó sống ấm ức. Nói thì có chuyện, hai người mà giờ nói ra là coi như gây gỗ, mà không nói á thì ấm ức khó chịu. Và lâu ngày cái người đó bị trầm cảm, bị gì nói không được, để trong lòng thì nó nặng trĩu, nó trầm chìm xuống. Một cảm, một cái sự, một sống mà một cái feeling, một cái cảm nó sống, nó chìm xuống là tình, nó bị trầm cảm. Còn có nhiều người á, họ cái chuyện gì họ cũng quan trọng quá thì họ bị căng thẳng. Thí dụ giờ mình ăn khó khăn thì cái người nấu ăn cho mình sẽ bị căng thẳng lắm. Trời ơi, tôi nấu vậy không biết lát ăn được không nữa. Cho nên mình ăn uống mà có dễ dãi thì làm cho cái người sống xung quanh mình, cái người lo cho mình họ cũng nhẹ nhàng hơn. Có nhiều khi không dám nói với con, sợ con nó buồn. Nó đi làm cực khổ, vợ chồng nó phải lo cho nhau rồi. Giờ mình chuyện của chồng, chuyện của hai vợ chồng già, đi nói với con nữa sợ con nó lo, không nói. Mà không nói ra thì cũng không thể nói được với bạn bè. Tại người Việt mình cũng sợ gì? Sợ ta biết chuyện nhà, sợ ta cười vân vân. Mà cũng có gì, không có gì đẹp để nói. Cho nên rồi cái gì cũng cất, cái gì cũng để trong lòng, thì lâu ngày nó thành ra cái trầm cảm. Cho nên Đức Phật dạy ở trong kinh đó, nếu trong cuộc sống này mà chúng ta có một trong những cái cảm, dĩ nhiên là có gì? Có cảm ơn, có cảm hóa, và trong đó có một cái cảm động. Có cảm động là gì? Mình thấy cái cảnh đó mình biết cảm thông và động lòng. Thấy một xin chén đi ngang tỉnh bơ, đó là không có cảm động đó. Đâu phải đợi người ta nói chuyện khóc mình mới khóc kêu là cảm động đâu. Mà chúng ta nhìn sự việc, chúng ta cảm nhận được rằng quá nhiều việc, quá nhiều việc, chúng ta phải đi đến cái công việc. Mà khi chúng ta có cảm động như vậy đó, có cảm động đi tới hành động đó, có cảm và đi tới hành động đó, thì tự nhiên mình cảm hóa được người kia. Người kia hồi xưa có ác ý với mình, nhưng mà thấy mình sống có vẻ biết điều quá, thì người ta, mình cảm hóa được người ta. Cho nên cái quan trọng không phải là chúng ta biết nhiều việc, mà chúng ta sống có biết điều. Cho nên một trong những cái cách mà mình giúp đỡ được cho người kia trong cái đời sống của họ bớt âu lo, bớt sầu não, để họ có được một giấc ngủ ngon, để họ có được một bữa ăn ngon, thì trong đó cũng có mình đóng góp phần đó. Cho nên chúng ta thường gọi với nhau là gì? Là chúng sanh. Là chúng ta những người đang sống chung với nhau,
thì chúng ta phải có cái nâng đỡ, phải có cái trợ duyên, phải có cái giúp đỡ, bằng cách là chúng ta có cảm động, chúng ta có biết tế nhị xung quanh cuộc sống của mình. Mình dễ dãi trong việc ăn uống, nó cũng là một phần khỏe cho mình, mà trước hết là khỏe mình. Để làm chi? Đi tới đâu mình không có phiền, đi tới đâu mình cũng thích ứng được mọi công việc, mọi cái cuộc sống. Mà con người mình á, mỗi ngày là ăn với ngủ, mà ngủ mà không ngon, ngủ mà không yên, mà ăn không ngon nữa là thôi. Cho nên người Việt hay nói á, ăn được, ngủ được là tiên. Ăn không được, ngủ không được như tiền vứt đi. Có tiền dục rác vậy đó. Giống như cái người mà ăn được, ngủ được thì người nó không có tinh thần. Ngủ được có tinh thần, ngủ đủ có tinh thần. Mà thiệt, bữa nào mình ngủ đủ, tinh thần mình nó sảng khoái, làm việc hăng say. Bữa nào mà ngủ không đủ, ngồi đâu rủ đó, ai kêu mình làm gì, mình bực bội, mình khó chịu lắm. Có phải không? Thật ra ai mà không có việc gì mà được đi ngủ đó là hạnh phúc lắm. Còn nhiều khi chỉ có cái khổ là mình muốn ngủ mà không có cơ hội đi ngủ, là vì mình nhiều việc quá. Pháp Hòa nói với mấy thầy hoài, tụi con là bây giờ là được ăn được ngủ là sung sướng nhất. Khi mình ở một cái vai trò, mình ở một cái địa vị nào đó mà cái công việc của mình phải gánh vác nhiều, thì cái chuyện ăn ngủ của mình nó không giống như hồi mình còn nhỏ nữa. Cho khi mình còn được ngủ một cách thoải mái, mình ăn một cái gọi là ngủ vô tư, ăn vô tư và sống vô tư. Là chữ vô tư đây là gì? Không phải là mình thờ ơ. Đây là vô tư là gì? Nhẹ nhàng, thoải mái. Còn cái chuyện mình sống, mình phải có để tâm. Mà thiệt sự khi mình sống, mình có để tâm cho nhau rồi á, thì mình không có sanh những cái muộn phiền với nhau, tự nhiên đời sống nó cũng vô tư. Tại sao? Tại vì mình sống, mình biết lân mẫn với nhau. Cho nên ví dụ như ngày thứ hai cũng vậy. Ở chùa mình có cái lệ là Pháp Hòa nó thôi ngày thứ hai nghỉ ngơi đi. Đại chúng thí dụ bữa nào mình còn thức ăn cũ mang ra hâm lại ăn. Nói chung là ngày nghỉ ngơi đó đại chúng được nghỉ. Thí dụ bây giờ một mình Pháp Hòa phải lo việc thì một người thôi, còn đại chúng ai cũng được nghỉ ngơi để ngày mai quý vị tiếp tục công việc. Tại vì tất cả chúng ta đều chia sẻ công việc với nhau, thì các vị lo những công việc khác trong chùa, Pháp Hòa lo những việc khác, thì ngày nào đại chúng được nghỉ thì quý vị cứ nhẹ nhàng, thoải mái. Ngay cả những cái ngày nghỉ vừa rồi cũng vậy, Pháp Hòa nói cho các thầy lên Tây Thiên chơi với nhau vài ngày cho anh em cho thoải mái. Thấy không? Còn mình ở đây sao cũng được, ăn gì cũng được, vì đây là những ngày mình nghỉ ngơi. Thì mình tự nhiên mình làm vậy, cái tự nhiên đại chúng, cái người nấu ăn, cái người lo đó, người ta cũng nhẹ ra, người ta không có bị một cái áp lực là mình có công việc đó mình phải làm. Cho nên ăn ngon, ngủ yên là hai cái mà ngày nào chúng ta gặp nhau chúng ta cũng hỏi hết. Khỏe không? Rồi gì nữa? Khỏe không? Sao khỏe không? Khỏe gì? Khỏe thân, khỏe tâm. Thân tâm mà không khỏe thì ăn uống không ngon, ngủ nghỉ không được. Cho nên ăn không cầu kỳ, ngủ không mộng mị, thức không âu lo, và thở đều đặn. Phật dạy. Cho nên á, có một cái bài kinh gọi là không sầu muộn. Thì các thầy, các vị cư sĩ lên gặp Phật, hỏi bạch Đức Thế Tôn, tụi con ở ngoài á, nào là son phấn kem dưỡng da, thuốc bổ đủ thứ hết, ăn ngày cũng ba cử đầy đủ, mà sao tụi con nhìn càng ngày càng già, còn các thầy sao ít có cái đó. Đức Phật nói không phải, các vị cũng bình thường thôi, nhưng mà có điều là cái tâm của các vị không có bận rộn, không có lo lắng nhiều. Vì sao? Quá khứ qua thì không nhớ, tương lai chưa tới không trông, hiện tại thì chẳng bám víu.
quá khứ, hiện tại, vị lai. Thí dụ hiện nhớ kinh người biết sống một mình không? Người nào nghĩ rằng quá khứ ta là như thế, hiện tri thức ta như thế, cảm thọ ta như thế, nghĩ như thế, rồi sống với cái quá khứ, người đó là người không biết sống một mình, người đó sống với quá khứ. Ví dụ như này, hồi trước tôi làm boss, rồi lúc nào cũng hồi trước mà cái hiện tại là gì biết không? Là cu ly. Mà không có nhớ cái hiện tại, cứ nhớ cái quá khứ thì sống như quá khứ. Nhưng mà rồi nghĩ tương lai tôi sẽ như vậy, tôi sẽ như thế kia, thì cứ chạy theo cái tương lai. Còn nếu như hiện tại mình được như thế thì chúng ta biết rằng bây giờ được vậy thôi, đủ rồi. Còn nếu mà chúng ta bám cái hiện tại, tôi mong rằng cái hiện tại này mãi mãi khổ. Cho nên tại vì sao? Tại vì bất cứ một cái giây phút nào chúng ta gọi là hiện tại thì nó tích tắc, nó liền thành quá khứ. Cho nên hiện tại đâu có nắm được. Quá khứ thì qua, hiện tại chưa tới mà hiện, xin lỗi, tương lai thì chưa tới mà quá khứ thì không nắm được. Cho nên ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai đều không thuộc về mình. Có bà già, bà đi bán điểm tâm buổi sáng, thì có một hòa thượng tới đi ngang, kêu bà ơi, bà bán cho tôi một bữa điểm tâm. Theo mình hiểu điểm tâm là ăn sáng, nhưng mà cái nghĩa của chữ điểm tâm là gì? Chỉ vô cái tâm của mình, điểm vào cái tâm đó. Bà hỏi hòa thượng tu hành phải không? Vậy tôi hỏi hòa thượng nghe, tôi hỏi hòa thượng trả lời được, bữa ăn sáng này miễn phí. Tâm quá khứ không thể nắm bắt, tâm hiện tại không thể nắm bắt, tâm vị lai không thể nắm bắt. Vậy hòa thượng muốn điểm tâm nào? Muốn chỉ vô tâm nào? Muốn chính chỏ vào cái tâm nào? Tại vì ba tâm đều không có. Hòa thượng nói được thì tôi free bữa ăn sáng. Tại vì sao? Tại vì trong kinh Kim Cang dạy gì? Tất cả các pháp hữu vi, không? Nhất thiết hữu vi pháp, tất cả pháp hữu vi. Pháp hữu vi là gì? Pháp hữu vi là cái pháp mà chúng ta có xây dựng nó trong đó. Thí dụ cái bàn này là hữu vi, là tại vì gỗ là do chúng ta bào chế, rồi chúng ta đóng nó. Vậy thì cái bàn này là có mình tạo tác. Mà hễ có cái gì mà có mình tạo tác thì cái này nó không có thật, nó không bền. Đấy, pháp hữu vi nè. Cái chùa này là một pháp hữu vi, tại vì mình xây dựng nên nó. Cho một ngày nào đó nó sẽ hư hoại. Cái thân này cũng là pháp hữu vi, tại vì sở dĩ mà nó còn vậy là tại vì mình tân trang nó mỗi ngày. Sáng là phải rửa mặt, đánh răng, Rồi tắm rửa, nhìn nó trong trẻo, nó sạch sẽ vậy đó. Nhưng mà có mình tạo tác nó. Thì tất cả các pháp hữu vi, nhất thiết hữu vi pháp. Thì cái gì là hữu vi thì nó là gì? Nó là như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như diệt, như điển. Mà ở trong kinh Bát Nhã đó, hôm nay mình đang tụng kinh Đại Bát Nhã đó, thì trong kinh Đại Bát Nhã có đưa ra 10 cái dụ gọi là thập dụ. Thí dụ nè, tất cả các pháp như mộng, như thành càng thác bà. Nhớ không? Càng thác bà thành. Tại sao? Thí dụ như bữa nào mình lái xe đi buổi trưa đó, trời nóng, ở phía trước mình thấy gì? Thấy như có một vũng nước, thấy không? Mình thấy như có lâu đài vậy đó. Nhưng mà tới đó thì không có, đường bình thường, không có gì hết đó. Chẳng qua là gì? Do trời nóng, cái nắng nó chói trên cái mặt nhựa đường đó, thì nó lấp lánh những cái hình ảnh nào đó mình thấy. Như càng thác bà thành, như giấc mộng, như người ở trong mộng, thức dậy là không có gì hết đó. Mình ngủ mình thấy mình là vua, là gì gì đó. Nhưng mà khi giật mình thức dậy thì mình đang nằm trên giường này, không có gì hết đó. Mình chẳng là vua, mình chẳng là gì hết. Như mộng. Trong kinh gọi là thập dụ. Mà những cái hình ảnh đó nó nằm ở trong kinh Đại Bát Nhã. Tại vì sao? Tại mình phải quán tất cả các tướng nó phải như vậy. Cho nên ăn ngon, ngủ yên, sống
có tỉnh thức, và hơi thở chúng ta đều đặn. Quý vị đừng có nghĩ là ô mình là người tu thiền. Thật sự ra người tu là phải có thiền, hay sống nói chung là sống phải có thiền, nghĩa là sống phải có tỉnh thức, có tỉnh lặng. Tỉnh lặng là sao? Tỉnh thức là sao? Chúng ta luôn luôn ý thức rõ rệt chúng ta đang ở lúc thời đại nào, hoàn cảnh nào, để mình có thể thích ứng được môi trường đời sống được. Vậy cái tự nhiên mình ăn nó cũng khỏe hơn, ngủ nó cũng yên hơn. Ví dụ như suốt năm nay đó, nếu nói là lo lắng, lo không? Ai cũng phải lo hết. Vì chính mình lo cho nên bắt đầu mình phải quay trở lại, mình điều đình lại tất cả những cái chi phí, những cái gì trong đời sống của mình. Hay ngược lại, bây giờ tự nhiên thời gian gần đây mình thấy mình không khỏe, mình phải quay trở lại, mình nhìn trở lại mình trong một thời gian qua mình đã ăn uống sống như thế nào. Bây giờ hình như mình không giống ngày xưa nữa rồi, bây giờ phải điều chỉnh lại, điều chỉnh ăn uống lại, điều chỉnh giấc ngủ lại, điều chỉnh việc làm lại, để mình sao mình adapt, mình thích ứng được với cái sức khỏe của mình hiện tại. Cũng giống như mình xếp chánh điện đi, bữa nay nói có 50 người dự lễ, mỗi bên mình chia ra 25 cái bồ đoàn, thì mình sẽ xếp làm sao nhìn nó đều ra, hết rải ra. Nhưng mà nếu bữa nay còn có 10 người à, thì thôi bên 5 người ngồi sao cho nó đều. Không thể 20 người dồn cục mà 50 người dồn cục, nhìn nó làm sao nó không có đều. Nhớ mấy bữa trước thầy chỉ cái cách trải khăn bàn, đó là sao? Chúng ta lúc nào vậy, nhìn cái khăn bàn chúng ta cũng phải điều nó ở trong ở ngoài như thế nào đó. Nói chung là đó là cái chuyện làm trong cuộc sống, nhưng mà nó chính là cái bài pháp để đi vào trong đời sống của chúng ta. Ví dụ mình mới một chén cơm, mình liệu coi cơm mình bao nhiêu mà mình lấy thức ăn. Chứ cơm mình thì ít mà mình chan nước tương nhiều thì lát nó quá mặn, mà mặn cho thế mình mà cũng cái hãy mà ăn nhiều quá thì nó khát nước, cũng cao máu, thế thì phải đi bới cơm thêm để nó điều lại cái món ăn, phải không? Chỉ nhiêu đó thôi là tự nhiên mình thấy cuối cùng Phật dạy chúng ta là gì? Uống bình, bình thường là trung đạo, middle path. Cho nên có nhiều vị tới hỏi tổ, lục tổ, thế nào là đạo? Tâm bình thường là đạo. Keep yourself neutral is the path of life. Tại vì mình vui quá, mình buồn quá thì cuộc sống mình nó không có quân bình. Lúc thì quá vui, lúc quá buồn. Mà người không quân bình lâu ngày ta nói gì? Ta không dám nói khùng. Ta nói mình sao? Hơi hơi. Cho nên là vậy. Đức Phật dạy ăn, ngủ, sống, thở. Mà thiệt sự là mình nhìn coi có phải bốn cái này là bốn cái điều mà căn bản nhất không? Không có thở lấy làm gì được, cho nên phải thở. Và thở là có sự sống, mà sống thì phải làm sao? Phải quân bình, phải nhẹ nhàng, phải bình an. Rồi ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng ngủ. Cho nên con người mình rốt cuộc á, mình nghĩ rằng á, mình cần tiền, cần nhà lầu, cần đủ thứ. Nhưng mà cuối cùng trở lại á, cái cần nhất của mình rất là đơn giản: ăn ngon, ngủ yên, sống khỏe, thở đều. Có phải không? Bây giờ nếu như anh có bao nhiêu đi nữa mà anh không thở là anh cũng tiêu rồi. Anh có bao nhiêu đi nữa mà anh ăn bây giờ trên bàn đầy giấy để đó, mà trong lòng khổ quá, ăn không ngon, thì coi như cũng dọn xuống, dọn lên rồi lại dọn xuống. Rồi mình lên một cái giường rất là mắc tiền rồi ngủ. Bây giờ thậm chí người ta có bán luôn cả cái giường của người Nhật á, ngủ mà nó massage trong lúc ngủ luôn. Vậy mà mình vẫn không ngủ được. Thì
tất cả cuối cùng mình mới thấy rằng cái đơn giản nhất chúng ta cần chính là những cái việc này đây. Cũng giống như hôm mà dịch mới bắt đầu khởi phát vậy đó, thiên hạ rần chạy đi mua gì, mua gạo, mua nước, mua giấy toilet. Đó, cuộc sống mình đó, mình lo quá trời quá đất, nhưng mà cuối cùng khi gặp hữu sự lên đó, cái đầu mình nghĩ gì? Ăn uống, đời rất là đơn giản. Nhưng mà tại sao đời sống thường ngày mình có mấy cái đó mình không thấy nó gì quan trọng hết, mình cứ đi tìm cái gì đâu đâu đó. Nhưng mà đụng chuyện một cái rồi hỏi mình cần gì, tôi cần sống. Rồi có nhiều người khổ quá nói, tôi chỉ muốn bình thường thôi. Vậy mà khi bình thường mình không thấy nó thường, mà khi nó bất thường rồi mình mới nói chờ tôi muốn bình thường. Trong cái quyển gọi là Trang Tử Nam Hoa Kinh đó, của Trang Tử, ông có cái câu như thế này: kỳ tẩm bất mộng, kỳ giác vô ưu, kỳ thực bất cam, kỳ tức cam cam. Đó là cái câu của ông Trang Tử. Sao gọi là kỳ tẩm bất mộng? Ngủ không mộng mị, kỳ giác vô thức không lo rầu, kỳ thực bất cam ăn đừng chê khen, ăn đừng cầu kỳ. Còn kỳ tức cam cam, lúc thở, thở cho đều. Giống Phật nói không? Phật cũng dạy mình vậy mà. Phật dạy mình nào là kinh bốn loại thức ăn nè, Phật dạy kinh tứ niệm xứ để mình thân thọ tâm pháp, rồi kinh quán niệm hơi thở nè, không? Trong thiền gọi là an ban thủ ý đó. An ban đó là phiên âm từ cái chữ phạn. Cho nên Trang Tử nói cũng tương đồng với Phật vậy đó. Kỳ tẩm bất mộng, kỳ giác vô ưu, kỳ thực bất cam, kỳ tức cam cam. Thở càng sâu càng chậm. Cho nên dựa trên điều Phật nói, Pháp Hòa ghi gọn lại thành bốn câu: mong giấc ngủ thật yên, mỗi ngày sống không phiền, uống ăn đều biết vị, thở đều tâm an nhiên. Đó là cái bài kệ Pháp Hòa viết hôm một tay. Mong giấc ngủ thật yên, mỗi ngày sống không phiền, uống ăn đều biết vị, thở đều tâm an nhiên. Sao mình thở đều là tâm mình nó an nhiên? Hồi nãy Đức Phật cũng dạy trong Kinh Phước Đức, phải không? Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh phước đức của tự thân. Tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên. Chỗ an nhiên của mình là chỗ nào? Khi nào phiền não hết. Nhưng mà mình nói là hết completely, hết sạch trơn trọi, khó ha. Giờ mình nói vậy nè, mỗi ngày thôi, ta được ngày nào hay ngày đó mà, mỗi ngày sống không phiền. Mà thiệt sự mình nói, nếu mình nói là trọn đời thì nghe nó lớn quá. Thôi giờ mình nói sao? Mỗi ngày, mà mỗi ngày mà không có phiền thì có phải trọn đời không? Nó là trọn đời rồi. Nhưng mà nói trọn đời nghe nó to quá. Mỗi ngày sống không phiền. Giống như mình nói, hỏi chị ăn chay trường không? Dạ không, tôi ăn mỗi ngày. Mà ăn mỗi ngày là ăn cái gì? Ăn trường rồi. Cũng giống như Pháp Hòa hay chọc nữa. Dạ cháu ăn tháng có 2 ngày à. Ủa sao thầy tôi mà ăn chay tháng có 2 ngày và ăn ngày chẳng với ngày lẻ. Và ngày nào ăn một ngày chẳng ngày lẻ, một tay là lẻ mà hai tay chẳng, ba tay lẻ, bốn tay chẳng, vậy thì ăn mỗi ngày rồi. Rồi nói ăn, tôi ăn trọn đời. Đó là một cách nói. Giống như trong mấy cái bài tán Phật á, thay vì mình nói Đức Phật có 32 tướng tốt phải không, chữ Hán nói gọn vậy nè: tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng.
Mình nếu mình đọc vô nó tứ bát là 48 mà. Ủa sao Phật tới 48 tướng? Tôi nhớ Phật nói trong kinh có 32 à. Tứ là mấy? Là 4. Bát là mấy? 4 lần 8 là nhiêu? 32. Thay vì nói 32 nói tứ bát. Tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng, tức là Phật có 32 cái tướng tốt vi diệu. Nhưng mà chữ Hán nói vậy đó, tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng, tam kỳ quả mãn kiếp tu lai. Rồi trong kinh Dược Sư cái câu nhị thập nguyện vương tiêu tội cấu, tam thiên hóa Phật giám kiền thành. Có người dịch nhị thập, nhị là nhiêu? 2. Nhị lục mà, nhị lục nguyện vương 26. Nhưng mà thật sự là 2 lần 6 là 12. Cho nên phải dịch lại, khi dịch là phải dịch là 12 nguyện vương. Tại vì thay vì nó thập nhị nguyện thì gọi là nhị lục. Nhị lục nguyện vương, nhị lục là 2 nhân cho 6. Cho nên Đức Phật dạy mỗi ngày thở cho đều. Bây giờ mình tập thở đi. Thí dụ quý vị mình thuộc được bài kệ nè: thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Bốn câu đó là mình được bốn hơi thở. Còn nếu mình làm gọn lại: tĩnh lặng, mỉm cười, hiện tại tuyệt vời. Gom bốn cái câu kệ, bốn câu đó thành ra những cặp chữ: tĩnh lặng, mỉm cười, hiện tại tuyệt vời. A Di, thở vào, Đà Phật, thở ra. Nếu mình muốn niệm Phật, hay là còn sống, mỉm cười. Mỗi ngày mình trong cái bài mà gọi là cái gì, niệm tâm từ, mỗi ngày cho tôi, mong mỗi ngày tôi được bình an, mọi người được bình an. Rải cái tâm từ của mình ra. Mà trước khi rải cho mọi người, mình rải cho mình trước. Tại vì mình có an, mình mới an được người khác. Rồi hôm nay dựa theo những lời Phật, và đồng thời cũng một cái câu của ông Trang Tử nói: ngủ không mộng mị, thức không lo rầu, ăn không cầu kỳ, hơi thở sâu sâu. Thì Pháp Hòa viết lại bốn câu: mong giấc ngủ thật yên, mỗi ngày sống không phiền, uống ăn đều biết vị. Tại có nhiều khi mình thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết mình ăn, thính như bất văn, nghe mà không biết mình nghe. Không, tại vì sao? Tại vì tâm bất tại an. Tâm bất tại an thì thính như bất văn, nghe mà không thấy mình, mà không biết là mình đã nghe. Ăn mà không biết mình đang ăn. Cho nên ăn mà biết mình ăn thì ăn uống, uống ăn đều biết vị, thở đều tâm an nhiên. Hôm nay nhân ngày đầu năm mới thì Pháp Hòa xin mượn đôi điều Phật dạy rất là phổ thông, rất là căn bản, làm quà tặng đại chúng, cũng như nhắc nhở chung cho tất cả chúng ta. Và cuối cùng cái mà chúng ta cần nhất trong đời sống hàng ngày chỉ là gì? Ăn ngon, ngủ yên, sống khỏe, thở đều. Phải không? Thì chúc đại chúng năm mới được bình an như lời Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin thông báo là ngày mai thứ hai
thì chúng ta sẽ trở lại sinh hoạt như thường lệ. Từ thứ hai tới thứ năm mỗi tối có tụng kinh, và lớp học chung xuất gia ngày thứ tư, ngày thứ sáu vẫn bình thường. Còn học chung hết cho online luôn là thứ ba và thứ năm mỗi tuần. Thì bắt đầu từ sau chúng ta trở lại sinh hoạt như thường lệ. Chúc đại chúng có một cuối tuần bình an. Một lần nữa chúc đại chúng và gia đình năm mới vạn sự an lành.